Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý khán giả đã đến với kênh tin mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Kính thưa quý vị, nhiệt độ kỷ lục 44,1 độ C đã đo được tại trạm Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa hôm nay. Đây là kỷ lục về nhiệt độ cao nhất đo được ở Việt Nam từ trước đến nay. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại trạm đo Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhiệt độ lúc 16 giờ là 43,8 độ C và cao nhất trong ngày lên trên 44,1 độ C. Nhiệt độ này đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cao nhất là 43,4 độ C quan trắc được tại trạm Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ngày 20 tháng 4 năm 2019. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa nay ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37 đến 40 độ C. Một số nơi trên 41 độ C như Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình là 41,7 độ C, thành phố Hòa Bình 41,3 độ C, Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa là 42,4 độ C, Quỳ Châu, Nghệ An là 42 độ C, Tương Dương, Nghệ An là 42,5 độ C, Tây Hiếu, Nghệ An là 42,5 độ C, Hương Khê, Hà Tĩnh 41,3 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến từ 33 đến 55%. Ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 40 đến 65%. Tại trạm Láng, Hà Nội, nhiệt độ đo được ở lều khí tượng 38,2 độ C. Hôm nay sẽ là ngày nắng nóng đỉnh điểm nhất trong đợt nắng nóng này. Từ ngày mai áp thấp nóng yếu đi, nắng nóng giảm dần trên cả nước. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nén dạnh áp thấp, từ chiều tối và đêm nay đến ngày mai Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Bản tin cảnh báo mưa rông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, nén dạnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm nay đến ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trong 24 giờ, có nơi trên 60 mm trong 24 giờ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ gần sáng ngày mai đến ngày kia có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm trong 24 giờ, có nơi trên 50 mm trong 24 giờ. Ngoài ra, từ ngày mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối, với lượng mưa 10 đến 30 mm trong 24 giờ, có nơi trên 50 mm trong 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất và tình hình áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Trên đất liền, khoảng đêm nay gió mùa Đông Bắc sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên biển, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin gió mùa Đông Bắc mới nhất và dự báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Theo đó, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, 3, vùng ven biển cấp 3, 4. Ngày và đêm mai, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Ở trên biển, từ đêm nay Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, riêng khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2 mét, biển động. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ chiều tối và đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Ngoài ra, từ ngày mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 1 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu dần. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Nhận định thời tiết từ đêm nay đến ngày 15 tháng 5 và dự báo thời tiết 10 ngày. Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm mai đến ngày 16 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng thời kỳ từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 15-16 tháng 5 có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 5, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thưa quý vị, các chuyên gia đánh giá thời tiết năm nay diễn biến khó lường, có thời điểm nắng mưa, nóng lạnh, chuyển biến bất thường. Các hình thái cực đoan, nguy hiểm xuất hiện khiến người dân không kịp trở tay, dự báo một mùa hè thời tiết khốc liệt. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày hôm nay, giáo sư tiến sĩ Phan Văn Tân, chủ nhiệm bộ môn khí tượng, khoa khí tượng, thủy văn và hải dương học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, qua theo dõi, thời tiết năm nay là El Nino. El Nino sẽ xuất hiện vào khoảng tháng 6, 7, ít nhất kéo dài đến hết năm nay. Do đó, một số hiện tượng hình thái thời tiết sẽ tác động tới Việt Nam. Đầu tiên là nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm. Thứ hai, mưa sẽ hụt so với trung bình nhiều năm. Theo kết quả chúng tôi nghiên cứu, thông thường những năm El Nino, bão sẽ hoạt động dịch ra phía đông nhiều hơn nên lượng bão trên Biển Đông sẽ giảm đi. Do đó, bão ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam ít hơn nên mưa giảm, đặc biệt là ở miền Trung, giáo sư Tân chia sẻ. Theo ông Tân, tháng 4 vừa qua có đợt nắng nóng hơi đột biến. Điển hình hôm qua mùng 6 tháng 5 có đợt nắng nóng với nhiệt độ kỷ lục là 44,1 độ C. Mức nhiệt này vượt ngưỡng lịch sử đo được năm 2019 là 43,4 độ C. Điều này không có nghĩa năm nay là năm thời tiết nóng nhất, nhưng các hiện tượng cực đoan có thể tăng như các đợt nắng nóng gia tăng. Các đợt nắng nóng gay gắt nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, còn nền nhiệt có tăng hơn nữa thì chưa thể dự báo trước được. Kỷ lục nhiệt độ đo được không phải lúc nào cũng xảy ra trong thời kỳ El Nino hay La Nina mà có thể là hình thái thời tiết bất chợt, giống như một cái sung nhảy vọt lên rồi tụt xuống. Còn trong mùa hè năm nay, liệu có còn cái sung nào nữa không thì chưa thể nói trước được. Nhìn chung, nền nhiệt độ trung bình sẽ cao hơn, còn đạt đỉnh ở chỗ nào, đạt đỉnh bao nhiêu thì phụ thuộc nhiều yếu tố, ông Tân đánh giá. Theo ông Tân, ngoài nguyên nhân do biến đổi khí hậu khiến nắng nóng gia tăng thì chắc chắn có tác động của con người. Bên cạnh đó là yếu tố phát triển kinh tế xã hội. Dẫn chứng ở Hà Nội, ông Tân cho biết hiện nay nhà cao tầng mọc lên nhiều hơn, đồng thời đô thị mở rộng ra nên khi có nắng nóng thì mặt đệm bề mặt thay vì cây xanh, hồ nước thì là bê tông hóa, nhà cao tầng. Điều này dẫn tới hiệu ứng đảo nhiệt thành phố gia tăng, do đó nhiệt ở khu vực đô thị sẽ cao hơn nhiều so với khu vực nông thôn. Ông Tân cũng cho biết thêm, ông phát hiện nhiệt độ tháng 5 tăng ít nhất so với các tháng trong năm. Thậm chí phía Bắc thì thấy nhiệt độ tháng 5 có dấu hiệu hơi giảm. Ông đưa ra hai giả thuyết. Thứ nhất, liệu hệ thống gió mùa Đông Bắc bị trễ lại, kết thúc muộn hơn. Thứ hai là mưa mùa hè đến sớm hơn. Tuy nhiên, tôi thấy rằng giả thuyết thứ nhất có vẻ đúng hơn. Và rõ ràng, trước đây tháng 4 là tháng chuyển mùa và thỉnh thoảng có rét nàng bân. Nhưng bây giờ rét nàng bân có thể xuất hiện trong tháng 5. Điều đó có nghĩa gió mùa Đông Bắc kết thúc trễ hơn, ông Tân nói. Theo ông Tân, mùa hè gió mùa Đông Bắc vẫn xâm nhập xuống do gió mùa Tây Nam chưa lấn át hoàn toàn. Trong tháng 5 vẫn có hiện tượng nắng nóng xen lẫn những đợt mát mẻ, kèm theo đó là hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, lốc, mưa lớn. Còn đến tháng 6, 7 thì hầu hết như xác suất bằng không vì gió mùa Đông Bắc không có cơ hội tràn xuống nước ta. Trước một mùa hè dự báo khốc liệt, ông Tân lưu ý vùng đô thị sẽ chịu thêm tác động của hiện tượng đảo nhiệt. Do đó, người dân sống ở các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ cao điểm buổi trưa nên hạn chế ra đường. Lưu ý năm nay, năm El Nino nhìn chung hụt mưa nhưng không loại trừ hiện tượng mưa lớn cực đoan. Tuy nhiên, không nên nghĩ rằng El Nino ít mưa nên không có lũ lụt. Việc xảy ra mưa lớn cực đoan trong thời gian ngắn vẫn có thể xảy ra ngập lụt hay sạt lở đất ở vùng núi, ông Tân cảnh báo thêm. Thời tiết năm nay rất bất thường. Tôi làm khí tượng đã lâu năm, hầu như năm nào cũng có thời gian như thế này, nhưng năm nay rất bất thường. Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nói. Bà Lan cho biết thêm giai đoạn này xảy ra sự giao tranh của các khối khí, từ đó thời tiết có nhiều hình thái cực đoan nguy hiểm. Bà Lan ví dụ ở phía Bắc đã vào tháng 5 nhưng vẫn còn không khí lạnh, tuy nhiên cường độ yếu không đủ gây rét lạnh. Không khí lạnh này đẩy rãnh thấp gió mùa ở miền Nam Trung Quốc xuống Bắc Bộ, do đó vùng núi có các đợt mưa rông thời tiết xấu. Trong thời gian tới nắng nóng giảm nhưng chỉ giảm tạm thời, thời tiết có mưa giải nhiệt sau đó nắng nóng quay trở lại, không khí lạnh và áp thấp phía Tây tranh chấp nhưng áp thấp nóng chiếm ưu thế hơn nên gây ra các đợt nắng nóng gay gắt. Còn tại Nam Bộ, trên vịnh Bengal có một xoáy thấp nối với áp thấp trên Biển Đông hình thành giải hội tụ nhiệt đới, yếu tố này tạo điều kiện cho gió mùa Tây Nam hoạt động. Khi gió Tây Nam ổn định thì mùa mưa đến, hiện tại thì gió vẫn còn đổi hướng liên tục. Chính sự thay đổi này dẫn đến nhiễu động trong không khí gây ra mưa rông bất chợt. Hai ngày cuối tuần này tại Bình Phước, Đồng Nai có thể đạt nhiệt độ 38-39 độ C, Thành phố Hồ Chí Minh cũng 37 độ C, miền Tây cũng 36 độ C hoặc hơn. Từ tuần sau, gió Tây Nam sẽ mạnh hơn, mưa nhiều hơn, giữa tuần tới sẽ có mưa to. Mưa trong giai đoạn này là mưa đầu mùa, do đó luôn kèm theo mưa đá, lốc sét, vòi rồng gây sập nhà, cây đổ, tốc mái, bà Lan cảnh báo. Bà Lan nói thêm miền Trung mấy ngày tới có mưa do nhiễu động nhưng sau đó nắng trở lại. Phân tích về tình trạng nắng nóng, nguyên Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định mức nhiệt 39,4 độ C tại Biên Hòa ngày 6 tháng 5 là cao nhưng không phải giá trị lịch sử. Trước đây đã có những đợt nóng hơn. Tại Nam Bộ thì Thành phố Hồ Chí Minh không phải nóng nhất mà Xuân Lộc, Đồng Nai, Đồng Phú, Phước Long, Bình Phước mới đứng top. Miền Trung năm nay nắng nóng sẽ phá vỡ kỷ lục, nguyên nhân do biến đổi khí hậu cộng hưởng với áp thấp nóng hoạt động mạnh. Điều này dễ nhận thấy khi mới tháng 4, tháng 5, nắng nóng đã mạnh và xảy ra diện rộng. Thời tiết nắng nóng oi bức do biến đổi khí hậu là một phần, nhìn nhận lại thì con người cũng là yếu tố khiến thời tiết nóng hơn. Tôi ví dụ ở đô thị có hàng triệu máy lạnh, thiết bị này giúp làm mát trong nhà nhưng hơi nóng tỏa ra bầu khí quyển khiến nhiệt độ tăng lên đáng kể. Đó là lý do tại sao ban đêm người dân vẫn thấy thời tiết nóng bức, bà Lan lý giải. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuộc tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.